về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con hoàn thành bài tập trong vở bài tập tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều. Bài 4, Em yêu bạn bè. Bài đọc đầu tiên đó là bài Giờ ra chơi. Trước hết, cô và các con cùng đọc lại bài thơ Giờ ra chơi. Giờ ra chơi, trống báo giờ ra chơi, từng đàn chim áo trắng, chân bước khỏi ghế ngồi, ùa ra ngoài sân nắng. Chỗ này những bạn gái chơi nhảy dây nhịp nhàng, tiếng vui cười thoải mái, trao nghiêng cánh lá vàng. Đằng kia những bạn trai đá cầu bay vun vút, dưới nắng hồng ban mai, niềm vui dâng náo nức. Trống điểm giờ vào lớp, những chú chim vội vàng xếp hàng mau vào lớp, bài học mới sang trang. Bài thơ này của tác giả Nguyễn Lãm Thắng. Vừa rồi thì các con đã được nghe cô đọc mẫu bài thơ. Bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ khó. Chúng mình tìm hiểu nghĩa của một số từ khó bằng cách ghép từ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B. Các từ ở cột A là các từ chúng ta cần phải giải nghĩa, và các từ ở cột B chính là nghĩa của các từ. Con hãy suy nghĩ và nối sao cho phù hợp. Con đã nối được chưa? Bây giờ các con hãy đối chiếu với đáp án của cô nhé. Câu A, nhịp nhàng có nghĩa là theo một nhịp đều đặn và ăn khớp với nhau. Câu B, trao có nghĩa là nghiêng nhanh từ bên này sang bên kia và ngược lại. Câu C, vun vút có nghĩa là chuyển động rất nhanh. D, náo nức có nghĩa là hăm hở, phấn khởi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Câu 1, em hiểu từng đàn chim áo trắng là ai? A là những đàn chim có lông màu trắng. B là những học sinh mặc áo đồng phục trắng. Con hãy suy nghĩ và tìm hiểu xem từng đàn chim áo trắng là ai nhé. À đúng rồi, từng đàn chim áo trắng nói đến những học sinh mặc áo đồng phục trắng. Câu 2, các bạn làm gì trong giờ ra chơi? A, các bạn ùa ra sân, nữ nhảy dây, nam đá cầu. B, các bạn nam nữ chơi đá cầu vun vút. Con hãy suy nghĩ và khoanh tròn chữ trước ý đúng nhé. Con khoanh vào đáp án nào? À, đúng rồi, các bạn khi ra chơi thì ùa ra sân, nữ thì nhảy dây, nam đá cầu. Đáp án A chính là đáp án chính xác. Câu 3, những từ ngữ nào cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui? A, tiếng vui cười thoải mái, niềm vui dâng náo nức. B, trao nghiêng cánh lá vàng, dưới nắng hồng ban mai. Đáp án A chính là đáp án chính xác. Từ ngữ cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui đó chính là tiếng vui cười thoải mái, niềm vui dâng náo nức. Câu 4, các bạn làm gì sau giờ ra chơi? A, các bạn vội vàng chơi những trò chơi mới. B, các bạn vội vàng vào lớp để bắt đầu bài học mới. Con đã chọn đáp án nào? Đáp án B là đáp án chính xác. Các bạn vội vàng vào lớp để bắt đầu bài học mới. Qua bài đọc giờ ra chơi, chúng mình thấy được điều gì? À, qua bài thơ giờ ra chơi, chúng mình thấy giờ ra chơi ở trên sân trường trở nên sôi động
nhộn nhịp bởi những trò chơi, tiếng nói, tiếng cười của các bạn học sinh. Giờ ra chơi thật vui, ấm áp và tình cảm bạn bè. Cô vừa hướng dẫn chúng mình đọc hiểu bài thơ Giờ ra chơi. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần luyện tập theo văn bản đọc. Câu 1. Gạch dưới những tiếng ở cuối dòng thơ, bắt vần với nhau trong khổ thơ 2. Khổ thơ 2. Chỗ này những bạn gái chơi nhảy dây nhịp nhàng, tiếng vui cười thoải mái, trao nghiêng cánh lá bàng. Bây giờ con hãy suy nghĩ và gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ 2 nhé. Con đã tìm được những tiếng nào? À, những tiếng bắt vần với nhau đó chính là tiếng gái và tiếng mái. Tiếng gái và tiếng mái đều có vần ai. Tiếp theo là tiếng nhàng và tiếng bàng bắt vần với nhau bởi đều có vần ang. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập thứ hai. Gạch dưới những tiếng ở cuối dòng thơ bắt vần với nhau trong khổ thơ còn lại. Và đây là khổ thơ còn lại. Chống điểm giờ vào lớp, những chú chim vội vàng xếp hàng mau vào lớp. Bài học mới sang trang. Tiếp theo các con hãy suy nghĩ và gạch chân những tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ cuối này nhé. Những tiếng bắt vần với nhau đó chính là tiếng lớp đều có chung vần ớp và tiếng vàng, tiếng sang bắt vần với nhau bởi chúng đều có chung vần a. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài đọc 2, phần thưởng. Để có thể trả lời được các câu hỏi trong bài đọc 2 này thì cô và các con cùng đọc lại bài phần thưởng. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè. Ở lớp, ai cũng mến em. Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe. Em biết mình chưa giỏi môn nào. Buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay. Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói: "Bây giờ cô sẽ trao một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na có tấm lòng thật đáng quý." Na ngỡ mình nghe nhầm, đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy, bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy, mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe. Vừa rồi thì các con đã được lắng nghe cô đọc mẫu. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần đọc hiểu. Câu 2. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn giữ cái trước ý đúng. A. Cần có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na. B. Cần có phần thưởng động viên cho những bạn học kém. C. Cần có phần thưởng cho những học sinh ít nói. Bây giờ con hãy suy nghĩ và khoanh tròn trước ý mà con cho là đúng nhé. Con đã chọn ý nào? À, điều bí mật của các bạn của Na bàn bạc đó là cần có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na. Đáp án A chính là đáp án chính xác. Câu 3. Em có nghĩ Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao? Các con hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. À, cô nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng vì Na là một cô bé có tấm lòng đáng quý. Câu 4. Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng như thế nào? Nói đúng. A. Mọi người vui mừng. B.
mẹ của Na vui mừng. Con hãy suy nghĩ để nối sao cho phù hợp. Con đã nối như thế nào? Hãy cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé. Khi Na được phần thưởng thì mọi người rất vui mừng và vỗ tay vang dậy chúc mừng Na. Đặc biệt là mẹ của Na vui mừng. Mẹ của Na khóc, mắt đỏ hoe. Vừa rồi thì cô và các con cùng đọc hiểu bài đọc. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Câu 1. Tưởng tượng em là Na viết lời cảm ơn cô giáo và các bạn. Bây giờ các con hãy tưởng tượng nếu mình là Na thì các con sẽ viết lời cảm ơn với cô giáo và các bạn như thế nào? Nếu em là Na thì Na sẽ viết lời cảm ơn với cô giáo và các bạn. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng này. Câu 2. Tưởng tượng em là một học sinh trong lớp. Viết lời em sẽ nói để đáp lại lời Na. Khi Na nói lời cảm ơn với cô giáo và các bạn, em hãy tưởng tượng mình là học sinh trong lớp để đáp lại lời Na như thế nào? Chúng mình có thể đáp lại lời Na như sau. Cậu là cô gái tốt bụng, cậu rất xứng đáng với phần thưởng đó. Hãy luôn vui vẻ và cố gắng trong học tập nhé. Chúng mình cùng chuyển sang bài viết 2. Lập danh sách 4 đến 5 bạn học sinh trong tổ em theo mẫu đã học. Ở đây, cô có cột số thứ tự, họ và tên, nam, nữ, ngày sinh, nơi ở. Nhiệm vụ của các con là lập danh sách 4 đến 3 năm bạn học sinh trong tổ theo mẫu cô đã cho. Các con hãy suy nghĩ để có thể làm bài tập này nhé. Con đã làm được chưa? Cô lấy ví dụ, con có thể làm như sau. Số thứ tự 1, họ và tên Tống Khánh Duyên. Nữ, ngày sinh, mùng 1 tháng 3 năm 2014. Nơi ở, 192 phố Kim Giang. Số thứ tự 2, họ và tên Hoàng Bảo Quyên. Nữ, ngày sinh, mùng 2 tháng 5 năm 2014. Nơi ở, 85 phố Định Công Thượng. Số thứ tự 3, Nguyễn Bảo Phong. Nam, ngày sinh, 12 tháng 12 năm 2014. Nơi ở, 153 phố Trương Định. Số thứ tự 4, họ và tên Lê Tấn Hùng. Nam, ngày sinh, mùng 1 tháng 5 năm 2014. Nơi ở, 91 phố Trường Thi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần góc sáng tạo. Bài tập 1, chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau. Bài thơ đầu tiên đó là bài thơ Tình Bạn. Gà cùng ngan vịt chơi ở bờ ao, chẳng may té chấm chấm. Gà rơi xuống nước không chậm nửa chấm chấm. Ngàn vịt nhảy theo, rễ đám rong chấm chấm, vớt gà lên cạn. Ở đây cô có các từ như bèo, nhào, bước. Các con hãy suy nghĩ để nối các từ này với ô trống cho phù hợp với nghĩa của bài thơ nhé. Con đã chọn được chưa? Và đây là đáp án của cô. Gà cùng ngan vịt chơi ở bờ ao, chẳng may té nhào, gà rơi xuống nước, không chậm nửa bước, ngan vịt nhảy theo, rễ đám rong bèo, vớt gà lên cạn. Tiếp theo là bài thơ Gấu qua cầu. Hai gấu con xinh xắn bước xuống hai đầu cầu, chú nào cũng muốn mau vượt sang cầu kia trước,
không ai chịu nhường chấm chấm, cãi nhau mãi không thôi. Chú nhái bén đang chấm chấm, ngẩng đầu lên mà bảo, cái cầu thì bé tẹo, ai cũng muốn qua mau. Nếu cứ cố tranh chấm chấm, thì có anh ngã chết, bây giờ phải đoàn kết, cõng nhau quay nửa vòng, đổi chỗ thế là chấm chấm, cả hai cùng qua được. Bây giờ các con hãy suy nghĩ để nối từ bơi, sau bước nhau và các ô trống sao cho phù hợp. Con đã điền được chưa? Con hãy đối chiếu với đáp án của cô nhé. Gấu qua cầu. Hai gấu con xinh xắn bước xuống hai đầu cầu. Chúng nào cũng muốn mau vượt cầu sang kia trước. Không ai chịu nhường bước, cãi nhau mãi không thôi. Chú nhái bén đang bơi, ngẩng đầu lên mà bảo, cái cầu thì bé tẹo, ai cũng muốn qua mau. Nếu cứ cố tranh nhau, thì có anh ngã chết. Bây giờ phải đoàn kết, cõng nhau quay nửa vòng, đổi chỗ thế là xong, cả hai cùng qua được. Bài tập 2, em hãy viết vài dòng thơ hoặc một đoạn văn về một người mà em yêu quý. Hãy trang trí cho bài viết cho đẹp. Bây giờ con hãy suy nghĩ và tập viết một số vòng thơ hoặc đoạn văn về một người mà con yêu quý. Có thể là ông bà, bố mẹ hay là bạn bè của các con. Con đã viết được chưa? Cô lấy ví dụ một số bạn viết như sau. Ở lớp em thân nhất với bạn Mai Anh. Mai Anh rất xinh xắn và học rất dở. Bạn hay cùng em học bài, chơi các trò chơi và chúng em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện thú vị. Em rất yêu quý Mai Anh, mong tình bạn của chúng em mãi luôn bền chặt. Tiếp theo là bài tự đánh giá. Qua bài đọc, con đã biết thêm điều gì và làm được những gì? Con hãy tự đánh giá theo bảng dưới đây. Đây là cột đã biết những gì. A. Các chữ hoa, bờ, cờ. B. Bảng chữ cái. C. Danh sách học sinh, tên riêng. D. Cảm ơn. E. Vần trong thơ. G. Chuyện, thơ, tranh ảnh về tình bạn. Cột bên phải là cột đã làm được những gì. A. Viết các chữ hoa, bờ, cờ. B. Thuộc bảng chữ cái, 10 chữ cái. C. Lập danh sách 4 đến 5 học sinh, viết đúng tên riêng. D. Nói và đáp lời cảm ơn. E. Tìm được vần trong thơ, tập viết câu thơ có vần. G. Kể lại câu chuyện đã học, nhận xét về tranh ảnh, trang trí bài viết. Con hãy suy nghĩ và tự đánh giá xem bản thân mình đã biết được những gì và làm được những gì nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.